là vua muôn dân đời châu. Chúa thống trị mọi loài cho hoàn quốc nơi an bình. Lạy Chúa, Chúa là vua thống trị các sông ngòi. Lạy Chúa, Chúa là vua cai trị trời đất, trần gian vui sướng hân hoan. Mừng vua muôn nước trên đời, ngợi khen vua muôn đạo bình. Ôi Giêsu là vua các vua, ôi Giêsu là Chúa. Chúa thống trị loài người cho muôn dân ngàn đời thành kính. Chúa thống trị địa châu, Chúa thống trị mọi loài cho hoàn vũ khắp nơi an bình. Nhìn về phía thành cung, mình đem lại ánh sáng.
Chúa Giêsu ban cho con bình an. Chúa Giêsu ban cho con bình an. Giêsu khoan nhân địa cầu trông lo, lời người sáng soi vạn nẻo đường, xin thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi, khấn ban ơn bình an. Chuyện rơi chân lý, Ngài là đường đi dẫn con qua đời, dù sầu tới quê an vui trường sinh. Giêsu quan nhân kia cầu trông
Giêsu khoan nhân phía tôi trông ngóng, lời Ngươi sáng soi ban nẻo đường. Xin thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi, khấn ban ơn bình an, khấn ban ơn bình an, khấn ban ơn bình Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chư đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin trung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiên, vua quyền Chúa hiến trị muôn niên. Chiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì và tế vua hiền vì toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa, ca ngợi danh Chúa ngàn muôn thế hệ, hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu, chúc tụng vua Giêsu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chủ đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin trung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiên, vua quyền Chúa hiến trị muôn niên. Toàn thể trời đất nghe danh Chúa Giêsu Kitô, muôn loài thọ sinh đều phục bài tán dương danh Ngài. Đoàn con ước nguyện được trở nên công dân nước Chúa, một lòng kính thờ phụng sư Chúa vạn đại thiên thu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, chủ đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin trung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiên, vua quyền Chúa hiến trị muôn niên. Chiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa, ngàn muôn thế hệ hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu, chúc tụng vua Giêsu. Một lòng kính thờ phụng sư Chúa vạn đại thiên thu. Thank you.
trời bừng sáng, các ta cần chạy trốn khắp trái đất kiếp sinh. Ôi Giêsu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối ôn lạy thơ, thờ lạy Chúa Giêsu, người là Chúa các Chúa. Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là vua muôn vua. Nhìn về phía thanh cung, nến đèn lai láng sáng, hương trầm nghi ngút bay. Đàn ca vàng reo rắt, Chúa Giêsu ngự đây, trái tim tôi bừng say. Tôi thờ lạy Chúa muôn loài, tôi thờ lạy Chúa các Chúa. Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là vua. Nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm sang nơi bàn thờ. Tầng trời bừng sáng, các ta cần chạy trốn khắp trái đất kiếp sinh. Ôi Giêsu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối ôn lạy thơ, thờ lạy Chúa Giêsu, người là Chúa các Chúa. Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là vua muôn vua. Nhìn về phía thanh cung, nến đèn lai láng sáng, hương trầm nghi ngút bay. Đàn ca vàng reo rắt, Chúa Giêsu ngự đây, trái tim tôi bừng say. Tôi thờ lạy Chúa muôn loài, tôi thờ lạy Chúa các Chúa. Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là Chúa. Nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hãm sang nơi bàn thờ. Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là Chúa, Chúa muôn thua là vua muôn vua. Ôi Giêsu, khi nghe tên thánh Chúa Giêsu, các tầng trời bừng sáng, các ta thần chạy trốn khắp trái đất kiếp sinh. Ôi Giêsu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối ôn lạy thơ, thờ lạy Chúa Giêsu, người là Chúa các Chúa. Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là vua muôn vua.
đầu đi qua cầu vào cổng làng nhá. Thank you.
ca Chúa, đàn con hát ca ngợi khen, lạy Chúa, Chúa Giêsu là vua trên các vua, là Chúa trên các Chúa, đàn con hết tâm tôn thờ. Trên thiên cung thần thánh tôn thờ, nơi dương gian muôn nước tung hô vạn tuế. Tung tung
Đức cha cùng với quý cha sẽ cắt băng kinh thành và làm phép ngôi nhà mục vụ giáo xứ của chúng ta. Cha, con và thánh thần cầu xin Chúa thần. Chị em thân mến, chúng ta chia sẻ niềm hồng đoàn giáo dân của giáo xứ ngày hôm nay khánh thành ngôi nhà này. Ngôi nhà này vừa được gọi là nhà xứ như là một trung tâm giáo dục đức tin của cộng đoàn. Ngôi nhà thờ này cũng vẫn gọi được là được gọi là nhà giáo lý, là nơi chúng ta học hỏi giáo lý, thăng tiến đời sống đức tin. Ngôi nhà này cùng với ngôi nhà thờ trở thành trái tim của cộng đoàn tín hữu. Chính vì thế mà chúng ta cầu xin Chúa để Ngài làm phép ngôi nhà thờ này. Qua nghi thức làm phép, ngôi nhà thờ này sẽ được sử dụng vào những việc thiêng liêng để giúp
thăng tiến đức tin của cộng đoàn giáo hữu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện để những ai đến nơi đây thì được ơn Chúa soi sáng, nhất là những ai đến nơi đây thì cố gắng để sống ơn gọi của người Kitô hữu, đó là mến Chúa yêu người. Có được ngôi nhà này là nỗ lực của cha quản nhiệm, nỗ lực của các cha và đặc biệt là của quý vị ân nhân cũng như ban hành giáo và tất cả mọi người giáo dân nơi đây. Chính vì thế trong ngày khánh thành và làm phép ngôi nhà giáo lý này, chúng ta cầu xin Chúa trả công bồi hầu cho quý vị ân nhân đã hy sinh, đã đóng góp công góp của để giáo xứ Gia Đước có được ngôi nhà giáo lý. Giờ đây chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa làm phép và xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả những ai tới nơi này. Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con cùng và cảm tạ Chúa vì Chúa luôn tỏ tình thương đối với chúng con. Ngày hôm nay chúng con và tạ vì tình thương bao la, Chúa đã cho chúng con xây cất ngôi nhà này để phục vụ dân Chúa. Chúng con xin Chúa thương làm phép và thánh hóa nhà mục vụ này là ngôi nhà chúng con xây cất để tôn vinh danh Chúa và giúp thăng tiến cộng đoàn. Xin Chúa quy tụ chúng con trong tình hiệp nhất. Xin cho ngôi nhà này trở nên nơi đào tạo các tín hữu Chúa. Xin cho nơi này thực sự trở nên nơi gặp gỡ huynh đệ để mọi người cảm thấy niềm vui khi đến đây. Xin Chúa chúc lành cho những ai lui tới nhà này để họ được phấn khởi, an vui, hiến thân, phục vụ giáo hội của Chúa. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ngự nơi đây để gìn giữ chúng con đêm ngày khỏi mọi cám dỗ của sự dữ. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin trả công bồi hầu cho đã góp công góp sức để chúng con có được ngôi nhà này. Xin cho họ được bình an phần hồn phần xác. Chúng con cầu xin nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin quy tụ chúng con để chúng con sống trong tình hiệp nhất và tin yêu, để làm chứng cho Chúa và giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Cảm ơn bạn ạ. Thank you.
Giờ đây con xin mời cộng đoàn cùng Đức Cha, Quý Cha đồng tế bước vào thánh lễ tạ ơn. Xin mời đoàn rước bắt đầu. Đi. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách, quý ân nhân và quý cộng đoàn. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, ngày gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. Vâng, đó là tâm tình mà mỗi người Kitô hữu ai cũng phải có. Tâm tình ấy được thể hiện cách đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày mà cả giáo huyện Thủy Nguyên long trọng mừng lễ quan thầy, lễ Chúa Kitô vua phục vũ trụ. Đồng thời cộng đoàn giáo xứ Gia Đức chúng con cũng vui mừng tạ ơn Chúa vì công trình nhà mục vụ mới đã được hoàn thành. Và cũng tạ ơn Chúa vì ngày 18 tháng 11 vừa qua, giáo xứ chúng con chào đón thêm 18 thành viên từ các lứa tuổi khác nhau gia nhập vào gia đình giáo hội qua bí tích rửa tội và ba đôi hợp thức hóa hôn nhân cử hành bí tích hôn phối. Vì thế, hôm nay là ngày đại ân đối với giáo huyện Thủy Nguyên và cách riêng đối với giáo xứ Gia Đức. Trong ngày trọng đại này, cộng đoàn chúng con vui mừng được đón Đức Cha Giuse bề trên giáo phận hiện diện, dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép ngôi nhà mục vụ mới cho chúng con. Xin cộng đoàn dành tặng Đức Cha một tràng pháo tay thật giòn giã để chào đón và cảm ơn Đức Cha. Về chia sẻ niềm vui và hiệp dâng thánh lễ với cộng đoàn chúng con hôm nay, còn có quý cha trong và ngoài giáo hoạt, chúng con vui mừng chào đón Cha Anton Nguyễn Văn Huy, chính sứ thư trung, hạt trưởng hạt chính tòa. Cha Doan Kim, Nguyễn Đức Báu, chính sứ hữu quan. Cha Giuse Nguyễn Văn Đài, chính sứ Yên Trì. Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, phó quản lý tòa giám mục. Cha Doan Bautista Nguyễn Văn Hải, phụ tá giáo sứ hữu quan. Cha quản sứ Giuse Nguyễn Văn Chiến, xin cộng đoàn nổ tràng pháo tay dài để chào mừng các cha. Ngày vui hôm nay còn có sự hiện diện của quý vị đại biểu, đại diện cho quý vị lãnh đạo chính quyền địa phương, ban tôn giáo thành phố, đặc biệt huyện Thủy Nguyên, xã Thiên Hương, xã Gia Đức. Chúng ta dành tặng tràng pháo tay để chào mừng và cảm ơn sự hiện diện cùng những lời cầu chúc và lãng hoa tươi đẹp của quý vị. Về hiệp dân thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúng con vui mừng có sự hiện diện của quý cố, của quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ban thường trực, ban hành giáo các xứ. Chúng ta hãy chào đón bằng một tràng pháo tay. Về hiệp dân thánh lễ hôm nay, chúng ta vui mừng có sự hiện diện của quý vị ân nhân xa gần, quý cụ, quý ông bà Gia Đức xa quê hương, hiện đang sinh sống trên mọi miền tổ quốc, cũng như hải ngoại đã về hiệp dân thánh lễ tạ ơn
và chung vui cùng với chúng ta. Chúng ta cùng chào đón bằng một tràng pháo tay. Và không thể thiếu trong ngày vui trọng đại chính là sự hiện diện của hơn 200 người con đang sinh sống tại quê hương Gia Đức, hôm nay đã tụ họp đông đủ để hiệp cùng với Đức Cha, quý cộng đoàn dâng thánh lễ tạ ơn. Chúng ta hãy chào đón nhau bằng một tràng pháo tay. Giờ đây, con xin kính mời Đức Cha, quý cha bắt đầu thánh lễ. Xin cộng đoàn đứng ca, đoàn hát ca nhập lễ. Sĩ, kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, kính thưa các ban chánh chương, các ban hành giáo, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay là một biến cố quan trọng đối với giáo hạt Thủy Nguyên của chúng ta. Các cha cùng với các tu sĩ, cùng với các ban chánh chương, ban hành giáo và mỗi người tín hữu chúng ta đã thể hiện đức tin và tâm tình yêu mến của mình bằng một cuộc cung nghinh rất trọng thể để tôn vinh Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Chúa Giêsu làm vua ngày hôm nay đã đi ngang qua các ngã đường của giáo hạt Thủy Nguyên chúng ta. Có sự hiện diện đông đảo của tín hữu, các giáo xứ, các giáo họ. Có những phương tiện giao thông để chuyên chở chúng ta và có sự ủng hộ, giúp đỡ của công an huyện Thủy Nguyên cũng như của chính quyền các cấp. Chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa quyền năng, là đấng tạo dựng con người, vũ trụ trời đất này. Chúng ta thể hiện tấm lòng yêu mến và cậy trông nơi Chúa Giêsu để cầu xin Chúa ban cho chúng ta muôn phúc lành. Trong ngày hội ngộ đặc biệt này, tôi rất vui mừng được gặp gỡ các cha cũng như quý ông bà và anh chị em. Trước hết tôi xin kính chào tất cả cộng đoàn. Trước lễ chúng ta đã cùng với chủ chia sẻ niềm vui của cha quản nhiệm cũng như cộng đoàn tín hữu Gia Đức qua nghi thức khánh thành cắt băng và làm phép ngôi nhà mục vụ, ngôi nhà giáo lý. Giờ đây chúng ta cùng dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa, nhất là
dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết sống đúng với đức tin mà chúng ta tuyên xưng vào Đức Giêsu là vua của vũ trụ, đồng thời là vua thống trị cõi lòng mỗi chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng bước vào thánh lễ với tâm tình sám hối ăn năn để nài xin lòng thương xót của Chúa thanh tẩy và tha thứ cho chúng ta những tội lỗi chúng ta đã phạm mất lòng người. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Chúa hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là đấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Hồi đó, toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa: chúng tôi đây là cốt nhục của Ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân ta. Chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel. Đó là lời Chúa. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Thưa anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc Thánh Tử chi ái. Trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dung lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trường tử. Trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu, vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình nhờ máu người đổ ra trên thập giá. Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có gì làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong kinh Tin Kính chúng ta đọc câu đầu tiên: Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Đó là một tín điều căn bản của đạo Công giáo. Và chúng ta biết là kinh Tin Kính là diễn tả đức tin của chúng ta. Cho nên nếu đặt câu hỏi là người Công giáo tin vào cái gì, thì thưa chúng ta tin vào kinh Tin Kính. Nội dung của kinh Tin Kính là diễn tả đức tin của người có đạo. Và tín điều đầu tiên chúng ta đọc đó là chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Khi chúng ta chiêm ngưỡng vũ trụ thiên nhiên đẹp đẽ, chúng ta chắc rằng phải có người làm nên vũ trụ ấy. Vậy Thiên Chúa đấng chúng ta thờ là đấng làm nên vũ trụ ấy. Thiên Chúa làm nên vũ trụ và đồng thời Thiên Chúa còn điều khiển để vũ trụ thay đổi bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau một cách trật tự. Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và Thiên Chúa làm cho vũ trụ này mỗi ngày một thêm tốt đẹp.
Và trong vũ trụ này Thiên Chúa dựng nên mọi loài, mọi vật, mọi loài chim trời, cá biển, con người sống trên mặt đất. Vì thế mà khi chúng ta tuyên xưng tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, thưa quý ông bà và anh chị em, là chúng ta nói lên đấng vô hình, đấng cao cả, đấng quyền năng dựng nên vũ trụ này. Và chúng ta tôn xưng tôn vinh Chúa là vua của vũ trụ. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa xuống thế làm người, là đấng cùng với Chúa Cha để sáng tạo vũ trụ này, và chúng ta tôn vinh người là vua của vũ trụ. Người không phải là vua một quốc gia, người không phải là tổng thống của một đất nước, mặc dù hùng mạnh đi mấy chăng nữa, nhưng mà người là vua cả vũ trụ. Mà vua vũ trụ này thì bao gồm tất cả các dân tộc, các nền văn hóa, các quốc gia. Vũ trụ này bao gồm tất cả mọi loài tạo vật. Vì thế mà khi tôn vinh Chúa Giêsu là vua vũ trụ, không phải chúng ta tôn vinh tước hiệu vua với cái nhìn chính trị. Bởi vì mỗi một đất nước có một vị vua, hay một vị tổng thống, hay một vị chủ tịch, hoặc là một vị thủ tướng là những người đứng đầu. Chúa Giêsu điều khiển vũ trụ này, và Chúa luôn luôn chúc lành cho vũ trụ này, để rồi những ai sống trên thế gian nếu có lòng tin tưởng vào Chúa và cậy trông vào Chúa thì Chúa ban cho họ muôn ơn lành. Vì thế mà khi chúng ta đọc kinh Tin Kính, tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, là chúng ta nói lên đức tin của mình, đức tin của người Công giáo, đức tin của người có đạo, thưa quý ông bà và anh chị em. Tuy vậy khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu là vua vũ trụ là trụ là thì là một khái niệm có thể rất là rộng rãi, có thể rất là mơ hồ. Nhưng mà chúng ta tuyên xưng Chúa là vua của cõi lòng chúng ta. Chúa Giêsu là vua của tâm hồn. Và vương quốc của Chúa là vương quốc nào? Vương quốc của Chúa không phải là một nền văn hóa, không phải là có biên giới được phân cách bằng biển rộng sông dài. Nhưng vương quốc của Chúa là vương quốc của tình yêu, như chúng ta nghe trong thánh lễ hôm nay qua lời cầu nguyện của giáo hội. Vương quốc của Chúa là vương quốc của tình yêu thương, cho nên những ai thực hành đức yêu thương là thuộc về vương quốc của Chúa. Những ai thực hiện đức công bằng, những ai cố gắng sống theo lương tâm ngay thẳng là những người thuộc về vương quốc của Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người Công giáo, chúng ta tin vào Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta thử đặt câu hỏi, có bao giờ chúng ta thường xuyên cầu nguyện với Chúa hay không? Chúng ta thử đặt câu hỏi, Chúa có phải là chủ của gia đình chúng ta hay không? Bởi vì nếu Chúa Giêsu là chủ gia đình chúng ta thì mọi thành viên trong gia đình sẽ cố gắng để sống hòa thuận và nhường nhịn nhau khi có những mâu thuẫn. Chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta có tôn vinh Chúa Giêsu là chủ của cộng đoàn đức tin của chúng ta hay không? Bởi vì khi chúng ta đặt cái điều ấy, chúng ta sẽ coi Chúa là lý tưởng cao cả nhất. Và tất cả những cái điều khác biệt, những điều mâu thuẫn, những điều chia rẽ trong một cộng đoàn thì có thể chúng ta dàn xếp dễ dàng khi chúng ta đặt Chúa Giêsu là trung tâm điểm, là điểm nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta. Vì thế mà chúng ta là người có đạo, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, nhờ đó mà chúng ta được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu là người thuộc về Chúa Kitô. Kitô hữu là người được sức giàu. Kitô hữu là người cố gắng mỗi ngày để nên giống Chúa Kitô bằng lời nói, bằng tư tưởng, việc làm. Vì thế là người tín hữu Công giáo, chúng ta phải hiểu biết Chúa, chúng ta phải yêu mến Chúa và chúng ta cầu nguyện với Chúa. Nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta tốt hơn trong đời sống, trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm. Nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta sẽ cố gắng hơn để hàn gắn những mâu thuẫn và những khác biệt. Nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta sẽ cùng thăng tiến trong đời sống nội tâm, để nhờ đó chúng ta tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Nhờ lời cầu nguyện mà chúng ta biết rõ hơn Chúa, đấng chúng ta tin tưởng là ai. Và chúng ta luôn luôn được kết hợp với Chúa, lắng nghe lời người và thực hiện những lời người truyền dạy. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, ngày lễ hôm nay, lễ quan thầy của giáo hạt Thủy Nguyên, chúng ta đã tôn vinh Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa để cho cái điều mà chúng ta tuyên xưng ấy thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.
Đức tin vào Chúa không phải chỉ là những khẩu hiệu nói ngoài môi miệng. Đức tin vào Chúa không phải là những công thức rỗng tuếch. Đức tin vào Chúa không phải chỉ là những điều ồn ào bề ngoài. Nhưng mà đức tin vào Chúa phải thúc đẩy để cuộc sống của chúng ta nên tốt lành hơn. Và như vậy, chúng ta sống đúng ơn gọi của người Công giáo. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói, ở đâu có người Công giáo thì ở đó giải bày sự thánh thiện của Chúa. Ở đâu có người Công giáo thì cộng đoàn đức tin ở nơi đó sống cố gắng để tốt hơn. Ở đâu có người Công giáo thì mọi người đoàn kết với nhau. Và ở đâu có người Công giáo thì tỏa sáng lòng thương xót của Chúa mà giáo hội mong muốn mỗi người chúng ta cùng noi gương học hỏi. Chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu làm vua vũ trụ, Chúa làm chủ giáo hội, là đấng sáng lập giáo hội. Và Chúa Giêsu cũng là đấng hướng dẫn tâm hồn cuộc đời chúng ta trong hành trình trần thế, để nhờ đó chúng ta nên tốt hơn trong đời sống đức tin và nên tốt hơn trong đời sống gia đình cũng như những mối tương quan với những người xung quanh. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin vào Chúa và xin cho chúng ta thực hiện những điều mà chúng ta tuyên xưng ngoài môi miệng. Anh chị em thân mến, hôm nay toàn thể giáo hội tuyên xưng Đức Giêsu là vua vũ trụ, Người là vua tình yêu, vua của hòa bình. Chúng ta tôn nhận Người là vua cõi lòng mỗi người chúng ta. Lễ Chúa Kitô vua là lễ quan thầy của các sứ họ trong giáo huyện Thủy Nguyên. Trong niềm tin mến và cậy trông nơi Chúa Giêsu, chúng ta cùng thành tâm dâng lời cầu nguyện. Chúa là một tử nhân lành, Ngài luôn yêu thương săn sóc đoàn chiên của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục, các linh mục và tu sĩ luôn quan tâm chăm sóc đoàn chiên Chúa trao bằng một đời sống hiến thân phục vụ, biết dùng tình yêu thương chân thành để khuyên nhủ và dẫn đưa những chiên lạc trở về trong đàn chiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Chúa Giêsu không dùng quyền bính để cai trị, nhưng Ngài đến là để phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia và những người đứng đầu các tổ chức xã hội noi theo gương vị vua Giêsu nhân lành, luôn bênh vực những người nghèo khổ bần cùng và những ai đang bị bách hại, đem lại cuộc sống ấm no cho muôn người. Chúng con cầu xin Chúa. Chúa phán: những gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé mòn nhất của ta là làm cho chính ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn dân Chúa tại giáo huyện Thủy Nguyên biết được chiều sâu của đức ái như Chúa dạy, mở rộng lòng để lắng nghe, chia sẻ cảm thông, tha thứ và cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho những ai đang ghét bỏ loài trừ chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa. Hôm nay giáo xứ Gia Đức mừng khánh thành ngôi nhà mục vụ mới. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho giáo xứ Gia Đức. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị ân nhân ban hành giáo và tất cả những ai đã góp công của để xây dựng nên công trình này. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu nơi đây biết nghe theo tiếng Chúa gọi mời và luôn cố gắng đem tinh thần bác ái Kitô giáo vào trong đời sống xã hội, để nhờ đó mọi người sống yêu thương, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và xin chúc lành cho mỗi anh chị em chúng con đang hiện diện nơi đây,
cũng như mọi tín hữu Công giáo trong giáo huyền Thủy Nguyên. Xin cho chúng con là những cánh tay nối dài của Chúa, đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ta từng tôn vinh danh Chúa và mưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết van nài cho mọi dân mọi nước, nhờ người được hiệp nhất và bình an, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức dầu hoan lạc tấn phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ. Để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con, khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên, vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an.
Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tôn hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, màu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến,
Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Thiên Chúa, lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành lại. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Con kính mời Đức Cha cùng quý cộng đoàn an tọa. Giờ đây, để biểu lộ lòng cảm ơn tới Đức Cha, Quý Cha cùng cộng đoàn, con xin kính mời ông Trùm nên thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ có đôi lời cảm ơn tới Đức Cha, Quý Cha cùng cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Giô-xe giáo phận, Cha cố Gioan Kim, Cha xứ Giô-xe cùng Quý Cha đồng tế. Kính thưa Quý Sơ, Quý Ban Chánh Chương, Quý Ban Hình Giáo, Quý vị chính quyền, quý vị tôn giáo bạn cùng toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo huyện. Được sự cho phép của Cha cố Gioan Kim, Cha xứ Giuse và sự thống nhất của Ban Thường trực giáo huyện, hôm nay giáo xứ Gia Đức chúng con vinh dự được nhận trọng trách thay cho giáo huyện để hòa chung với giáo hội hoàn vũ long trọng
mừng kính lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Thay mặt cho ban tổ chức, trước hết con xin cảm tạ Thiên Chúa, cảm tạ Đức Cha. Mặc dù công việc giáo phận bộn bề, nhưng Đức Cha vẫn quan tâm, yêu ái, đoái nhìn đến giáo xứ gia rước nhỏ bé chúng con. Đặc biệt, hôm nay Đức Cha đã về cắt băng khánh thành và làm phép nhà mục vụ mới của chúng con và chủ tế thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, để xin Chúa Kitô Vua Vũ Trụ ban mọi ơn lành hồn xác cho cộng đoàn tín hữu giáo huyện chúng con. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp, chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa ban cho Đức Cha luôn mạnh khỏe, ơn khôn ngoan, để Đức Cha chèo lái con thuyền giáo phận và hoàn thành trọng trách cao cả của người mục tử mà Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Cha. Chúng con xin Đức Cha luôn nhớ đến chúng con và cho chúng con một chỗ đứng trong trái tim của Đức Cha. Chúng con xin cảm ơn cha cố Gioan Kim, cha xứ Giuse đã tạo mọi điều kiện và hướng dẫn chúng con tổ chức thánh lễ này. Con xin cảm ơn quý cha đồng tế đã sắp xếp công việc tại giáo xứ để về cùng nghiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ chúng con. Nguyện xin Chúa ban muôn hồng ân xuống trên quý cha, để quý cha luôn mạnh khỏe và là những người cha hiền để dẫn đưa chúng con về với Chúa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tôn giáo thành phố đã có lắng hoa chúc mừng. Cảm ơn Ngài Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện cùng quý vị chính quyền huyện Thủy Nguyên, ban an toàn giao thông, quý vị chính quyền xã Gia Đức, Thiên Hương cùng quý vị chính quyền các xã có liên quan đã cho phép và tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức ngày lễ hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn quý sơ, quý cố, quý ban chánh chương, quý ban hình giáo, các sứ họ trong và ngoài giáo huyện. Xin cảm ơn các đội kim nhạc, lam nhạc, các ca đoàn của hai giáo xứ đồng giá hữu quan, ban âm thanh ánh sáng, ban trang trí, ban chân kiều, ban trật tự, ban đánh giá đến cao đã vất vả và luyện tập và lao công để phục vụ cho thánh lễ hôm nay. Đặc biệt chúng con xin cảm ơn cha phụ tá Gioan Bautista Nguyễn Văn Hải đã cùng ban an ninh của xã Gia Đức và Thiên Hương, cùng ban bảo vệ giáo xứ đồng giá hữu quan và Gia Đức đã hoàn thành nhiệm vụ được trao để làm cho cuộc rước được trang trọng và tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn các hội đoàn đạo đức và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã giúp đỡ chúng tôi cách này hay cách khác để thánh lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp và xuất sắc. Chúng tôi xin cảm ơn quý ân nhân là các gia đình có xe ô tô và các đoàn xe đã hy sinh sắp xếp công việc để cho ngày cung ninh thêm trang trọng. Chúng tôi xin cảm ơn giáo xứ Gia Đức, tuy thiếu thốn về người, về cơ sở vật chất, nhưng vì yêu mến Chúa Kitô đã làm mọi sự tốt nhất để thay cho giáo huyện đón Chúa Kitô về với giáo xứ của mình. Con xin phép thay lời cho giáo xứ Gia Đức để bày tỏ lòng tri ân tới Đức Cha. Cha xứ cùng quý ân nhân xa gần đã giúp đỡ giáo xứ cách này hay cách khác để xây nên ngôi nhà mục vụ mới thật khang trang và đẹp đẽ. Một lần nữa con xin thay mặt cho ban tổ chức cúi đầu đa tạ Đức Cha, quý tu sĩ, quý chính quyền các cấp, quý ban ngành, quý hội đoàn và toàn thể quý cộng đoàn. Để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, cộng đoàn chúng con có bó hoa tươi thắm xin dâng tặng để cảm tạ Đức Cha trong ngày hôm nay. Xin là cộng đoàn có một tràng pháo tay. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày lễ Chúa Giêsu Vua đã trở thành một ngày truyền thống của giáo huyện chúng ta. Các cha đã cố gắng để tổ chức ngày hôm nay vừa là dịp để chúng ta tuyên xưng đức tin, vừa là dịp để chúng ta thể hiện tâm tình yêu mến và cậy trông để cầu xin Chúa ban cho các cộng đoàn đức tin trong huyện Thủy Nguyên
được muôn ơn lành. Một hình ảnh rất là đẹp đẽ đó là chúng ta thấy mọi lứa tuổi, từ các em nhỏ cho đến các cụ già, ngày hôm nay sốt sáng đi kiệu, đi rước để tôn vinh Chúa. Khi vừa đặt chân tới chỗ đường chính ở đây, tôi thấy có rất nhiều xe với dòng chữ là kính trọng thể lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Đây là một dịp để chúng ta nói lên sức mạnh của đức tin, đồng thời chúng ta cũng là dịp để chúng ta thể hiện lòng yêu mến đối với Chúa và yêu mến đối với giáo hội. Tôi xin chúc mừng tất cả các cha cũng như tất cả những người đã cộng tác để làm nên điều ý nghĩa của ngày hôm nay, và chúng ta có một tràng pháo tay để chúc mừng. Riêng đối với các ông các bà và anh chị em giáo dân của giáo xứ Gia Đức, đây cũng là dịp để hun nóng đức tin của chúng ta, bởi vì đây là một nơi mà hẻo lánh xa xôi, là một cộng đoàn rất là nhỏ bé và bao nhiêu năm nay đã chìm đắm. Đang dần dần cộng đoàn đức tin này được hồi sinh. Vì thế mà tôi hy vọng biến cố sự kiện hôm nay cũng là dịp để mỗi người chúng ta suy nghĩ về đức tin của mình, nghĩ về đời sống của người có đạo. Người tín hữu, người công giáo là người tuân giữ luật Chúa và luật giáo hội, ngày Chúa Nhật đi lễ, cầu nguyện với Chúa, nghe lời Chúa. Người tín hữu công giáo là những người biết truyền tải đức tin cho các thế hệ tương lai, con mình sinh ra phải được rửa tội, phải được học giáo lý, lớn lên đến tuổi trưởng thành, phải học giáo lý hôn phối và cử hành bí tích hôn nhân. Đó là những điều rất đơn giản và rất cụ thể gắn liền với đời sống của người tín hữu. Vì thế mà ngôi nhà này được xây để giúp cho chúng ta học giáo lý, giúp cho chúng ta đến với Chúa để tìm hiểu giáo hội, tìm hiểu giáo lý. Ngôi nhà này xây cũng để dịp là để giúp cho chúng ta liên kết với nhau trong tình hợp nhất và yêu thương. Vì thế riêng đối với công các bà và anh chị em giáo dân của giáo xứ Gia Đức, tôi kêu mời mọi người hãy cố gắng để mà giữ đạo. Trong bối cảnh hôm nay rất khó khăn, nhiều cám dỗ, nhiều thử thách làm cho chúng ta dễ xa lạc về đức tin. Chúng ta cố gắng để mà gìn giữ đức tin cũng như là để giới thiệu đức tin cho những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Trước khi ngắt lời, tôi xin kính chúc sức khỏe các cha, các tu sĩ cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em. Xin Chúa Giêsu là vua vũ trụ ngự trị trong cõi lòng của chúng ta và ban cho chúng ta được ơn bình an và tràn đầy niềm vui. Tôi xin chúc mừng mọi người. Và ở đây chúng ta cùng đứng lên kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, chúng ta ngồi lại ít phút vì ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt mà có sự hiện diện của Đức Cha, của quý cha. Vì thế ngày chúng con xin Đức Cha cũng dành thời gian hơn cho chúng con một chút để Đức Cha cho bằng ân nhân. Đây là các ân nhân đặc biệt thôi, chúng con có 7 năm ân nhân đặc biệt. Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, Chúa đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin trung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiên, vô quyền Chúa hiến trị muôn niên. Chiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì và tế vua hiền vì toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa, ca ngợi danh Chúa ngàn muôn thế hệ, hiệp tâm chúc tụng vua Giêsu, chúc tụng vua Giêsu. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, Chúa đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin trung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiên, vô quyền Chúa hiến trị muôn niên.